Là ngồi khoanh hai chân, đưa lưng thẳng, hai tay đan này, hít vào sâu một hơi, thở ra vươn tay lên, đẩy căng lòng bàn tay lên trên, đẩy ngược lên, hít thở chậm này, nào hít thở chậm này. Mỗi lần thở ra chúng ta vươn tay về sau một chút. Mục tiêu chính là cánh tay vuông góc được với thảm hoặc vượt quá mang tay về sau. Là đẩy ngược lên. Đẩy ngược lên. Hít vào chùm tay. Hai tay đan lại sau lưng. Ta đã đẩy ngược về trước. Nâng cằm lên. Hít ở trầm. Nếu có thể thì hãy nắm chặt tay lại. Nắm chặt tay lại. Đẩy ngược lên. Từ từ buông tay, từ từ buông tay. Hít vào hai tay lại vươn. Tay phải kéo khử tay trái vào sau đầu. Thật ra nhìn thẳng. Bàn tay trái chúng ta lên sâu xuống dưới lưng. Có thể dùng lực ở đầu của mình để đẩy khuỷu tay về sau một chút. Cánh tay phải cũng đẩy về sau. Lưu ý toàn bộ bài tập hôm nay hít thở chậm. Từ từ buông tay, đổi bên. Ta nhìn thẳng. Mỗi lần thở chúng ta lăn tay sâu xuống dưới lưng một chút. Từ từ buông tay, hạ tay xuống. Từ đấy vặn mình, cứ ngồi khoanh chân. Hít vào giữ lưng thẳng. Thật ra xoay vặn sang bên trái. Tay phải giữ đầu gối. Thật ra xoay vặn nhìn về sau. Đẩy ngược lên. Nhìn vào vai. Làm xoay cả cổ nhìn về sau. Điều chỉnh nhé, cứ khi nào thở ra thì chúng ta tăng độ căng, khi nào thở ra thì xoay về sau. Xoay người lại, đứng bên, hít vào thẳng lưng lên. Thật ra xoay sang bên phải. Nhìn ở vai phải. Cái tay trái chúng ta sẽ kéo vào gối. Kéo vào gối chân phải. Một lần thở thẳng lưng lên chút. Nó tăng độ căng. Từ từ xoay người lại. Xoay người lại. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại nhé. Hai tay chúng ta duỗi về trước. Úp lòng bàn tay xuống. Hướng ngón cái xuống sàn. Nào.
Xoay úp xuống, lòng tay ngửa ra ngoài, hướng ngón cái lên sàn. Tay phải lên lên trên, tay trái đi xuống dưới. Và hai tay chúng ta đan lại. Đan chặt lại. Nắm chặt lại, nắm chặt lại. Thực hiện nhịp hô nhé. Hít vào một hơi. Hạ tay xuống gần bụng. Đưa tay lên ngực. Đưa tay lên cằm, khép kiểu tay lại. Thật ra duỗi từ từ. Tùy khả năng mỗi người, có người duỗi thẳng được, có người không. Rồi xoay trở lại. Lặp lại. Hít vào. Thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Thật ra đưa tay lên cầm. Duỗi thẳng cánh tay về trước. Nằm thật chậm, nằm thật chậm. Co tay lại, hạ xuống. Tiếp tục. Hít vào. Nắm chặt nhé. Đẩy lên cầm. Khép kiểu tay lại. Thật ra duỗi. Làm chậm thôi, làm chậm thôi. Co lại. Hạ xuống. Hít vào. Thở. Đưa tay lên. Cái này giữ nguyên. Giữ nguyên động tác. Hít thở chậm. Lưu ý không nhất thiết phải duỗi thẳng. Cần để căng cổ tay. Nó căng rồi thì thôi. Giữ nguyên. Thậm chí co co lại như này cũng được. Co lại. Thu tay. Thả lỏng cổ tay. Nào, xoay xoay. Thả lỏng cổ tay. Tháo tay ra. Từ bên. Đưa tay về trước. Hướng ngón cái xuống sàn, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Tay trái đưa lên trên, tay phải đưa xuống dưới. Nào, nắm chặt lại, nắm chặt lại. Hít vào, hạ tay xuống bụng, đẩy lên ngực, đẩy lên cằm, khép khuỷu tay lại. Thật ra duỗi về trước. Co tay, thu lại. Lặp lại. Hít vào. Thở ra. Thu tay lại. Lần nữa. Hít vào. Thở ra. Thẳng lưng, thẳng lưng. Thu tay lại. Hít vào. Thở ra. Giữ cái động tác. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Làm để hết căng, hết cổ tay, làm thật chậm. Thu tay, thả lỏng tay, tháo tay, thả lỏng tay, thả lỏng tay. Lắc lắc cổ tay hết ngày. Rồi. Đẩy thẳng bàn tay trái về phía trước. Thực hiện từng ngón tay một nhé. Dùng tay phải mình này, kéo ngửa ngón trỏ lên. Căng hết ngón trỏ. À, chuyển sang ngón giữa. Để căng, để căng. À, chuyển sang ngón nhẫn. Ngón út. Ngón út làm chậm nhé. Ngón út hơi yếu, làm chậm. Rồi, bây giờ kéo ngửa toàn bộ cả lòng bàn tay. Để căng lòng bàn tay về trước. Hít thở chậm. Rồi, hạ xuống, thả lỏng cổ tay. Đôi tay, tay phải đưa về trước. Dùng tay trái, kéo ngửa ngón trỏ lên. Chú ý kéo chậm nhé. Các động tác rất là căng. Hít thở đều. Nào, ngón giữa.
Chuyển sang ngón nhẫn. Chuyển sang ngón út. Và đẩy căng cả lòng bàn tay. Đẩy căng cả lòng bàn tay. Hạ xuống thả lòng tay. Đang đó này. Động tác đơn giản thôi. Chúng ta lấy các đầu ngón tay của mình này, các đầu ngón tay của mình chạm vào nhau. Hít vào một hơi. Hơi nén thở chút để căng lòng bàn tay vào nhau. Cái lòng bàn tay không chạm nhá, chỉ các ngón chạm nhau thôi. Chúng ta đẩy mạnh vào, đẩy mạnh vào. Thả ra lòng. Lặp lại. Hít vào. Nén thở đầy. Mình phản lực lại các ngón tay. Thở, thả lỏng. Hít vào. Là ngón tay hướng lên trần, ngón tay hướng lên. Nén thở đầy. Thở. Bây giờ áp chạm cả lòng bàn tay vào nhau. Áp chạm cả cổ tay nhé. Áp chạm cổ tay. Chụm sát ngón tay lại, giống như chắp ấy. Hít vào này. Chúng ta giữ cái cẳng tay, cái khuỷu tay của mình nó ngang với vai. Khuỷu tay nó ngang với vai. Hít vào. Thật ra chúng ta đẩy sâu bàn tay xuống dưới. Đẩy đến khi nào cái cổ tay nó gần tách ra là thôi. Hạ thấp xuống, hạ thấp xuống, hạ thấp xuống. Hạ thấp xuống. Rồi nâng lên. Chú ý này, chúng ta sẽ hạ thấp xuống nhưng cái cổ tay vẫn chạm nhau nhé. Đến cái giới hạn của nó là nó chuẩn bị tách ra thì mình giữ ở tầm đấy, nghĩa là độ linh hoạt của cổ tay của mình ấy. Làm lại nhá, chụm sát tay, hít vào, thẳng lưng, thẳng lưng, thật ra đẩy xuống, cứ đẩy đi, tùy độ dẻo của tay mỗi người, hạ sâu xuống, hạ sâu xuống, nâng lên. Thế khi nào mình cảm nhận cái cổ tay nó chuẩn bị nó tách ra thì chúng ta dừng ở tầm đấy, hít vào, thở. Lên 3 vòng. Hít vào. Thở ra đẩy sâu xuống. Kéo lên. Hít vào. Thở ra đẩy sâu xuống. Nâng lên. Một lần nữa. Hít vào. Thật ra đẩy sâu xuống. Nâng lên. Thôi thả lỏng cổ tay cả. Tăng lắc lắc cả. Đấy, ngược lại này. Hướng ngón tay xuống sàn. Đẩy hai cái mặt ngoài của tay chúng ta chạm nhau. Nào. Đẩy cao lên trên, đẩy cao lên trên luôn. Đưa lên cao nhé. Và ép hai tay vào nhau. Đi đến giới hạn mà nó chuẩn bị tách ra ấy. Đứng nguyên, hít thở chậm. Thôi, hạ xuống, thả lỏng. Thả lỏng, lắc tay cả. Tiếp tục lặp lại động tác ép vai. Hít vào, hai tay lại vươn. Tay phải kéo khuỷu tay trái vào sau lưng. Thật ra giữ. Hít thở chậm. Nhìn thẳng về trước. Đổi bên.
Hơi buông tay. Chú ý làm chậm. Chúng ta hướng lòng bàn tay xuống sàn, lòng tay ngửa phía trước. Nào, xoay hướng xuống, hướng xuống. Chống xuống thảm, ngón tay hướng về phía thân của mình. Tách đều ngón tay nhé, làm chậm nhé, làm chậm nhé. Căng bàn tay. Và nhấn lòng bàn tay xuống sàn một cách thật chậm. Giữ nguyên đấy, chả làm gì cả. Bài thiên về cổ tay. Đặc biệt nếu mà sử dụng điện thoại, cầm chuột máy tính. Hoặc nhỡ tay tát ai đó mà bị mỏi cổ tay thì chúng ta sử dụng động tác này, bài tập này. Là thẳng lưng, thẳng lưng. Căng bàn tay. Hơi nâng lên. Tiếp, hít vào tay đan sau lưng. Thật ra để căng ngược về trước. Để căng ngược về trước. Đẩy bàn tay ra xa khỏi lưng. Hơi nâng cằm lên một chút. Hít thở trầm. Nó để xa bàn tay. Từ từ buông tay. Là lưu ý động tác này làm thật chậm nha. Thả lỏng tay chút. Hai tay chúng ta chắp lại sau lưng. Hai tay chắp lại. Nào. Xoay ngón tay hướng về phía lưng. Rồi tiếp tục đẩy lên cao. Đẩy lên cao. Để chúng ta thành giống động tác chắp tay giống như chắp tay sau lưng. Tùy độ dẻo linh hoạt của cổ tay và khớp vai của mỗi người thì cái tay chúng ta sẽ lên cao theo mức khác nhau. Nhưng chú ý, hãy giữ ở mức mà cái lòng bàn tay nó vẫn chạm vào nhau. Nhưng là có thể mình vẫn đẩy được tiếp tục lên. Nhưng nếu đẩy lên mà bàn tay chúng ta bị tách ra ngoài thì chúng ta giữ nguyên, chúng ta không tiến thêm độ căng nữa. Là đẩy ngược về trước. Đẩy ngược về trước. Đẩy vai về sau. Chú ý làm chậm nhá, đừng làm nhanh quá nhá. Là đẩy ngược lên. Đẩy ngược lên. Lách từ từ thôi, lách từ từ thật chậm. Thường cái tay bên nào yếu hơn thì nó hay bị mỏi rất là nhanh. Là đẩy khuỷu tay về sau. Đẩy khuỷu tay về sau. Đẩy ngược lên. Hơi trượt tay sâu xuống, chậm 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 chậm. Thả lỏng cổ tay, cái tê cổ tay này. Thả lỏng cổ tay, lắc 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 cái. Là có thể duỗi chân giãn được, nhưng mà khoanh chân thì lấy ra mỏi, duỗi chân. Là chúng ta duỗi thẳng mũi chân, hít đầy hơi vươn thẳng tay. Thật ra vươn dài về trước. Vươn dài về trước. Hai tay chạm xuống thảm, duỗi thẳng mũi chân. Hít thở trầm. Mỗi lần thở chúng ta lân tay ra xa. Và vươn dài sống lưng. Đừng lân nhanh nhé, lân nhanh là hay bị cong lưng hoặc là hay bị cong chân. Chọn đúng vào nhịp thở. Khi nào mình thở ra thì mình mới lân tay. Còn khi hít vào thì chúng ta giữ nguyên. Hít thở sâu. Thôi từ từ ngồi dậy. Chuyển lại trạng thái khoanh chân.
Hít vào tay đan sau lưng. Thật là tiếp tục duỗi thẳng. Và chậm này. Để xa bàn tay ra xa của lưng và gập người xuống từ từ. Có thể chạm trán xuống sàn cũng được. Hít thở chậm. Để căng bàn tay, để căng bàn tay. Rồi tay hạ xuống lưng, rồi từ từ ngồi dậy. Hít vào tay tiếp tục đan. Thở vươn lên. Đẩy ngược lên. Và nhấc cao cũng được, nhấc cao lên. Vươn về sau. Hạ tay xuống. Hai tay chúng ta chắp lại. Mời lớp nghỉ. Mời cả lớp nghỉ.